Santa Fe bất ngờ trở thành xe Hyundai bán chạy nhất. Tháng 11 năm 2021, Hyundai Santa Fe tiếp tục tăng trưởng, đạt doanh số 1.407 xe bán ra, trở thành mẫu xe Hyundai ăn khách nhất. Ngày 10 tháng 12 năm 2021, kết quả bán hàng tháng 11 năm 2021 và lũy kế 11 tháng đầu năm nay. Theo đó, tổng doanh số xe Hyundai tháng 11 đạt 7.529 xe, cộng dồn 60.711 xe tính từ đầu năm 2021. Đáng chú ý, Hyundai Santa Fe tiếp tục có sự tăng trưởng, vượt Hyundai Accent trở thành mẫu xe bán chạy nhất hãng trong tháng 11 năm 2021. Với 1.407 xe bán ra, cộng dồn đạt 10.082 xe trong năm 2021. So với tháng 10 năm 2021, doanh số xe Santa Fe tháng 11 năm 2021 tăng 129 xe. Đứng thứ hai là mẫu xe Hyundai Tucson, với 1.291 xe bán ra tháng 11 năm 2021. Cộng dồn đạt doanh số 7.456 xe trong năm 2021. Hyundai Elantra và Kona cũng có sự tăng trưởng vượt bậc so với tháng 10. Mức tăng trưởng của Elantra đạt 177%, tương ứng 461 xe. Và Kona đạt 53%, tương ứng 882 xe. Hyundai Accent với 1.057 xe bán ra tháng 11 năm 2021, tụt xuống vị trí thứ 4 về doanh số trong các mẫu xe Hyundai. Tuy nhiên, tổng doanh số trong năm 2021 vẫn đạt 17.439 xe, giữ vững vị trí số 1 về doanh số bán hàng của Hyundai trong năm 2021. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.